nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng chống dịch trong bối cảnh hiện nay, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền hướng dẫn phòng chống dịch cho nhân dân du khách tại các điểm du lịch bảo tàng, di tích lịch sử văn hóa và làm thắng cảnh, các cơ sở hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, địa điểm tổ chức lễ hội, trong đó yêu cầu bắt buộc phải đeo khẩu trang khi tham gia các hoạt động du lịch văn hóa, thể dục thể thao tại nơi công cộng. Ngoài ra, các cơ sở lưu trú du lịch phải đăng ký và khai báo an toàn COVID-19 hàng ngày theo hướng dẫn của Bộ để kết nối với hệ thống an toàn COVID quốc gia.